Bài tango bài 1. Chắc 3 chục bật ngang trái, 2 chục lùi phải 3 bước, 3 4 1 chục bật ngang trái, 2 chục tiến 3 bước, 3 4 1 chục lên ta hơi tạo góc một chút nha. 2 chục hai chân rồi, ok. Sau khi tạo góc hai chân rồi, chúng ta sẽ lùi phải ba bước của đường thẳng. Rồi 3 4 1 chuột là đặt ngang là hai chân. Đã đi thẳng lên 3 4 1 3 4 1 chuột là đặt ngang là hai chân. Ok. Và lùi 3 4 1 3 4 1 chuột hai chân. 2 chuột tiếp tục 3 4 1 3 4 1 chuột lên sau khi quét góc một chút. 2 chục và ok, lùi sau. 3 4 1 chục đặt ngang. 2 chục đi tiếp. 3 4 1 chục. 2 chục vừa sau. 3 4 1 chục đặt ngang. 2 chục lên. 3 4 1 chục đặt ngang. 2 chục. 3 4 1 chục. 2 chục lên. 3 4 1 chụp đặt ngang, 2 chụp đùi sau. 3 4 1 chụp 2 con. Chúng ta bước vừa phải chân và chúng ta theo cái khung để cho bước chân cho nó phù hợp. Thì là chúng ta sẽ bước phải chân bằng khung. Và tức là cái chân nó khung, bánh hướng khung nào chúng ta chuyển theo hướng đó. Ok. Thì tùy ta sẽ cho cái khung nó tốt được rồi. Chắc 3 chụp và đặt ngang. 2 chục lùi, 3 4 1 chục hơi quét góc một xíu, 2 chục đẩy lên, 3 4 1 chục, 2 chục vừa sau, 3 4 1 chục, 2 chục lên, 3 4 1 chục hơi quét góc, 2 chục lùi 3 4 1, 3 4 1 chục, 2 chục 3 4 1 3 4 1 chụp 2 chụp lùi 3 4 1 chụp 2 chụp ok ha. Ta đi hướng này nè. Chắc 3 chụp 2 chụp 3 4 1 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 chụp 2 chụp chắc cùng chắc cùng chắc 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 cùng chắc chắc cùng chắc chắc cùng chắc. Chắc
Thank you.